Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một sản phẩm rất là đặc biệt. Thì như anh em có thể thấy trên màn hình thì đây là chiếc đài Bombox Victor EX-B5, một trong những cái model đời mới nhất của dòng Victor Bombox này. Hay nó còn được gọi với những cái tên như là dòng Comosal. Thì như anh em có thể thấy thì Victor EX-B5 là một trong những cái sản phẩm, nếu mà về dòng Bombox của loa màng gỗ thì nó là chùm cuối B5. Đầu tiên nó sẽ có B1 này, B3 này và cuối cùng là B5. Con B5 này thì nó được sản xuất từ năm 2020 cùng với cái dòng sản phẩm loa toàn giải HR10000 này, rồi HR99 này, rồi là HR55. Đấy là những cái sản phẩm rất là mới của hãng. Thì với cái dòng sản phẩm mới này thì anh em có thể thấy là nó sẽ thích hợp rất là nhiều cái công nghệ đời mới nằm ở trên chiếc máy này. Cái công nghệ đầu tiên đó chính là cái chức năng Bluetooth. Chức năng Bluetooth này thì đã được thích hợp ở trên con B5 này. Rồi là anh em sẽ có giải mã DAC, rồi là có phần CD, rồi là có USB chơi nhạc lossless đó, rồi là radio các kiểu. Nhưng mà tất cả những tính năng này thì nó đều nâng cấp rất là toàn diện so với cả những cái model trước kia. Những cái model trước kia ví dụ như là B1, B3 thì anh em có thể thấy thì nó sẽ chơi được cả DVD nữa. Nhưng mà riêng cái dòng này thì nó chỉ có chơi được thuần CD. Đó. Thì khi mà anh em mà chơi một loại riêng biệt thì cái chất âm của nó nghe nó cũng sẽ rất là khác. Đó, chất âm nó rất là hay. Thì với con B5 này thì cái giá mà xuất xưởng của dòng này nó cực kỳ cao. Nếu mà anh em xem ở trên những cái trang đấu giá của Yahoo hay là Mercari hay là tất cả những cái trang của Nhật, nó bán chiếc Victor B5 này rất là đắt. Nó toàn phải tầm 4 mấy triệu. Và anh em thấy thì cái form dáng của chiếc đài B5 này nó cũng sẽ nhỏ gọn hơn chiếc đài B1 và B3. B1 và B3 nó có thiết kế nó to hơn. Cái bề ngang này nó phải to hơn đây này, sâu hơn một chút. Còn đâu con B5 này thì nó làm nhỏ gọn hơn. Thứ nhất là về cái kích thước bề ngang nó cũng nhỏ hơn. Cái thứ hai là cái lúm lút của nó cũng chuyển từ cái lúm chóp trứng qua cái lút tròn này. Đấy, anh em có thể thấy nó rất là khác biệt. Và tất cả những cái mặt ở phía bên trên này nó cũng làm mà khác. Phía trên này và phía dưới này kiểu dạng sần. Và ở đây nó có những cái logo của Bluetooth, cái tính năng đó, nó cũng khác. Đây có chữ Bluetooth này, anh em có thể thấy chức năng. Còn về cái phần cấu tạo loa thì anh em có thể thấy loa thì nó cũng là loa điều hướng 4 cánh nằm ở đây đó. Và có cảm giác cái loa này nó nhỏ hơn cái loa kia một chút xíu. Nó chênh khoảng độ tầm, nếu mà em nghĩ chắc là tầm 1cm, cái kia 8cm. Cái dòng B1 hoặc B3 như nó là 9cm, cái này như có 8 thì phải. Nó làm nhỏ gọn hơn. Cái form thiết kế của nó cũng nhìn nó cũng khác hơn một chút. Còn đâu nó vẫn làm kiểu dạng vát như thế này, anh em có thể thấy. Trên này thì anh em có thể thấy là nó cũng có chữ Victor nằm ở phía trên. Toàn bộ đều được làm bằng gỗ hết. Con này thì nó sản xuất từ 2020. Đó. Chất âm thì nghe rất là ok. Con này về nó có cả khiển zin, nhưng mà khiển zin khi mà vận chuyển về đang quên vứt ở bên Nhật nên là em đang cho ship về sau. Có người tôi, nhà tôi ở cuối chân đồi có dàn. Thì nói chung là con này ngoài cái ngoại hình có đôi chút khác biệt thì anh em có thể thấy thì nó khác về công nghệ, có thêm Bluetooth này rồi là USB. Đó, chơi nhạc lossless rất là hay. Ok, tí nữa em sẽ test cái chất âm cho anh em nghe. Thank you.
Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng.